Anh em có biết gì Ủa? anh em, comment nó được 100.000 người đăng ký rồi anh em à. Và nếu mà anh em kéo xuống like và đăng ký kênh cho video này thì chưa chắc anh em đã gánh được cái xịn đâu. Cho nên là anh em hãy nhớ like đăng ký kênh nha anh em. Ok, hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại kênh channel của Starzin nha. Mọi người mình đây. Ok, và đã bước sang tháng mới rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình đó chính là tổng hợp 20 code mới trong Lotfood phiên bản là tháng 4, cả tháng 4 nha anh em. Ok, còn chần chừ nữa và chưa like trên cái kênh nữa mà tiếp cho mình thêm là một động lực để mà chúng ta có thể là lên cái mốc là 150.000 người đăng ký. Lúc đó thì chúng ta có là giveaway tặng chát bị viễn tiếp tục nha anh em. Còn giờ thì let's go. À không, trước thì chúng ta phải là đi chép xem stock hôm nay có gì và cũng như là random xem là được cái gì nha anh em. Chúng ta sẽ không cần phải quan tâm với những cái mốc ở khi trên cùng đâu, phải quan tâm đến mốc cuối cùng thôi anh em à. Trên cùng thì tôi nghĩ chắc là anh em mới có vĩnh viễn hết rồi chứ không đùa đâu. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ random thử xem là được cái gì nha. Ôi, vãi nồi à, cái chớp anh em ơi. Ôi rồi lỏ đúng lỏ luôn. Anh em chưa like chưa nãy kênh cho nên là nó ra cái lỏ anh em. Anh em mà bấm rồi là chắc chắn sẽ ra cái xịn đây mà. Ok, bây giờ thì chúng ta đến với những mà có tiếp theo chúng ta thôi nha. Let's go. Ok, và vẫn như thường lệ thôi, chúng ta sẽ phải là chuyển về một cái nick phụ mà mình đang có, mình vừa mới tạo đây mà. Đó thì lý do mình có thể là chuyển được bên nick phụ này thì anh em có thể là tìm hiểu nha. Thì đó chính là mình đã hướng dẫn em trong gọi là video gần nhất trên kênh mình rồi, chính là cách vào Lotfood mà không bị lỗi. Thì bạn vẫn có bị lỗi đúng không? Nếu mà anh em nào vẫn còn đang bị lỗi, anh em có thể là đăng ký kênh Starzin Golog V2 của mình để cho anh em có thể biết được đó chính là làm sao anh em có thể khắc phục được cái lỗi này nha. Đấy, ok, thì làm sao cái gì đấy, những chấn động mới đang vang lên khắp các vùng biển á. À, con này con gì anh em, con sâu đúng không, con sâu hay à con xám này mà. Ý vãi nồi, con này nó về server này treo lâu vãi chưởng không rồi anh em mà. Gâu xám à, con gâu xám, con này hình như đánh để mà nó ra được cái áo tròn hay là cái gì đó mình quên mất tiêu anh em, là lâu lắm rồi mình không có chơi cho nên là mình quên luôn cái con boss luôn rồi. Ok, và cũng như thường lệ thôi, chúng ta sẽ phải là nhập những cái code, đó chính là cái code reset start trước nha anh em. Và như thường lệ thôi anh em, thì bên admin á thì họ nếu mà có ra một cái code mới trong tháng á thì tức là những cái code cũ của họ sẽ được gọi là dời lại và nó sẽ không còn cái giá trị trong game nữa, cho nên là mình vẫn chưa biết code là code nào nha, và chúng ta sẽ cùng thử nhập xem là code là code nào. Ok, đầu tiên chúng ta có một cái mod code là reset start, là kit reset như này. Ui tập sẵn code bị sai vãi ở vách đó. À trời ơi, tôi méo 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 biết là sai chỗ nào luôn em mà. Mặc dù tôi cứ bị bắt qua thì nó vẫn bình thường nhưng mà tới chừng ấy thì vẫn bị sai ảo ma thiệt chứ. Và có thứ hai chúng ta sẽ có là sub hai game của bot sẽ reset một cho anh em. Ok, và chúng ta sẽ có là một lượt reset start nữa, và chúng ta sẽ có tổng cộng là ba code reset start nha. Mỗi tháng thường hầu như là vậy, trước giờ vẫn là như vậy nha anh em. Ba code reset start cho gọi là cái video lần này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với code, đó chính là code x2 kinh nghiệm. Thì những bạn nào á mà đang chưa có full level anh em thì anh em có thể là có mặt tại cái bản farm của anh em và anh em sẽ nhập vào cho mình những cái mã code này nha. Đầu tiên chắc là sẽ là cái code mới anh em, mà code mới sẽ là code là no admin 24 giờ no admin, thì anh em sẽ nhập y chang cho mình. Và lưu ý cho anh em luôn, anh em nào mà có muốn nhập mà anh em nhập là kiểu như là anh em không cần phải nhập chính xác là từ đó nó có đẹp hay không hay là sao đó, thì nó chỉ cần nhập cho đúng gọi là cái ký tự là được rồi, không cần phân biệt là viết hoa viết thường gì chơi nha. Ở đây là chữ G mình viết hoa đúng không, mình sẽ viết thường lại cho anh em xem. À code này bị sai đây mà. Ok, mình sẽ thử nhập lại cái nữa coi. À giờ code này bị hết hạn rồi nha anh em. Giờ chính là cái code giveaway phân nha anh em. Giveaway phân chúng ta là bị hết hạn rồi. Và chúng ta sẽ đến với cái code tiếp theo, đó chính là sub 2 custom mail nha. Đó, và những cái code ở mình, những cái code mà x2 kinh nghiệm anh em thì nó sẽ đều đó chính là cho anh em 20 phút x2 kinh nghiệm cả. Ôi đậu xanh, code này cũng bị sai à. Ý, áo ma vậy? Neutron, mình nhớ cái code Neutron này nó còn còn gọi là còn hạn sử dụng mà anh em. Ồ, vậy tính ra là chúng ta sẽ có một số code nó hết hạn nữa mà. Ok, thậm chí là cái code xí gịch admin này lúc trước này nó là hết hạn thì đúng rồi. Nhưng mà code Neutron này nè anh em, code Neutron này nó không thể nào mà hết hạn được, nếu mà nó hết hạn cái code này á thì mình nghĩ là nó có gì đó sai sai chỗ này nữa mà. Ok, thì link để mà lấy những code này mình sẽ để phần bình luận để cho anh em vào anh em tự nhập nha, anh em copy paste là được rồi. Ok, và tiếp theo chúng ta có là code Keep Gaming nha anh em. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có là Sub Hyper 999. Không biết là có thứ mấy rồi ta. Rồi, next code thì mà có là Enzu y sạch ngang y bro, Enzu sẽ ngang Ebro. Và tiếp theo chúng ta sẽ có là Magic Bird nha anh em. Đó, và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có chính là GCWK. Đấy, thì lý do mà mình là đọc nhanh những cái câu này đó chính là tại vì những cái code này nè anh em chỉ cần lướt qua nhanh thôi, nếu mà anh nào nhập rồi á thì anh em có thể là bỏ qua, anh em không cần nhập nữa nha. Nhưng mà quan trọng là anh em phải có được một cái đường link để mà anh em lấy cái code này để cho dễ. Ok, chúng ta có là code là The Grip Thay anh em.
Đó, mấy cái code này đa phần là code cũ thôi, mình lọc lại cho anh em nào mà chưa nhập á, hoặc là anh em mới tạo hạt mới á thì anh em có thể là nhập được. Ok, đây chính là code là Super 2 Gamer Robot nha anh em. Đó, Super 2 Gamer Robot xịn F1. Thì nếu mà bạn nào mà lười để mà anh em cài từ level 1 đến level max á thì anh em có thể ghé qua shop mình. Hiện tại là trên shop mình có giảm giá gọi là 50% một số ạc, chỉ cần 9 cành thôi là anh em có một con ạc rất là ngon rồi. Ok, tiếp theo chúng ta là có một cái code là Chao Hết Mania nha anh em. Ok, có này khá là thơm đây nè. Đấy, khá là thơm nha anh em. Và chúng ta có là sub 2 nấc Master 123 là 20 phút theo kinh nghiệm. Tất cả code tiếp theo kinh nghiệm đều là 20 phút hết. Và code tiếp theo chính là sub 2 Direct nha anh em. Và bên cạnh đó là chúng ta còn thêm đó chính là Asiogea. Đây, 20 phút theo kinh nghiệm. Tấn Tài Gaming dành cho những bạn nào mà yêu thích cái ông là Tấn Tài Gaming ở server Việt Nam nha. Và cuối cùng đó chính là Luxury. Ok, và chúng ta có tổng cộng đó chính là gần 6 tiếng cái thai nha anh em. Và là cái mã code lúc nãy chúng ta nhập anh em thì nó đã hết hạn, nhưng mà mình quên đánh dấu anh em à. Ok, và mình sẽ gửi cho anh em cái đường chỗ để mà anh em có thể là lấy cái mã code này, và cũng như là mình sẽ đánh dấu những cái code nào đã hết hạn để cho anh em là dễ biết nha anh em. Hiện tại á, là kênh mình đã có là khoảng 142.000 người đăng ký, và chúng ta còn khoảng 8k sub nữa là chúng ta lên được 150.000 người đăng ký rồi. Và mình nói chung là mình sẽ tiết lộ đây một cái như thế này, là kênh mình anh em hiện tại là đang bị là YouTube để ý về cái vụ mà gậy gộc của những video mà trong quá khứ mình đã từng làm về shop mình anh em, cho nên ra là mình muốn anh em là hỗ trợ mình bằng cách là ủng hộ cái kênh Sở Vô Lốc 12 để mà mình có thể làm lại những thứ mà mình đã từng làm trên kênh này, và có thể bổ sung thêm rất là nhiều cái mà mình đã từng bỏ lỡ nha. Vậy nên chứ mà anh em nào mà chưa có đăng ký kênh đó thì anh em có thể bấm vào kênh của mình và anh em kéo xuống sẽ có phần kênh nổi bật á, em thấy được đó chính là kênh Sự Tự Dinh Vlog 12 nha. Ok, và kênh đó sẽ làm những nội dung mà anh em cần trong game để cho anh em có thể là chơi Blood Food tốt hơn. Ok, và dành cho những bạn nào chưa biết về cái phần reset chỉ số á thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng cái này luôn. Thì nếu mà anh em nào chưa biết thì anh em có thể làm theo mình nha. Đầu tiên á, nếu mà anh em nào mà có phần reset chỉ số gì tắt á thì anh em sẽ được đó chính là reset cái chỉ số kỹ năng của anh em lại, mà anh em không cần phải bắt buộc là anh em không cần phải chính là tốn cơ bất nha. Đó, tại vì cái là code miễn phí mà đúng không anh em. Ok, thì mình sẽ thử cho anh em xem. Đầu tiên thì mình sẽ phải lên level trước đã anh em. Ở lên level mình cộng cộng này kia mới được. Ok, mình lên level rồi. Ví dụ như ở đây mình cộng kiếm đi. Đó, ví dụ mình cộng kiếm là 3 lượt đi thì mình đã có được 4 điểm kiếm. Trong khi mình không có dùng kiếm, mình đang dùng vỏ tân binh nè anh em. Thì nếu mà anh em nào mà muốn chuyển từ cái chỉ số kiếm và anh em muốn chuyển lại cái chỉ số là cận chiến thì anh em sẽ bấm vào cho mình cái phần hoàn trả đã được lưu nè. Đó, thì anh em bấm vào thì nó sẽ hoàn trả lại điểm cho anh em để mà anh em cộng lại. Đó. Còn nếu mà anh em nào á mà anh em nào mà anh em gọi là không có điểm hoàn trả này, anh em không có code reset start á thì anh em sẽ phải là bỏ Gobut ra, hoặc là anh em bỏ phát mình anh em cài ra để mà anh em đổi nha. Ok, và đó là nội dung mà mình muốn chia sẻ anh em trong video này. Hy vọng á là sẽ giúp ích được cho những bạn nào đang cần code nha anh em. Và code mà hết hạn mình sẽ đánh dấu lại cho anh em, cho nên là anh em cứ yên tâm nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Video thì sẽ ghi video mà kết bạn của chúng ta thì mình sẽ tạm thời đợi cho hết lỗi anh em thì mình sẽ làm cho anh em nha. Còn bây giờ thì kết bạn, cho dù mình có random chúng anh em mình có kết bạn được đi nữa, tìm bạn bè cũng khó anh em mà. Ok, cho nên là anh em thông cảm nha. Còn bây giờ thì bye anh em. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo nha. Bye bye.